Xin chào tất cả mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu với quý vị một căn nhà cách với lại trục đường chính phường Phú Lương, quận Hà Đông 30m. Với căn nhà này, hướng nhà là hướng Đông Nam. Thiết kế và xây dựng là 4 tầng 1 tum. Diện tích của căn nhà này là 37m. Đường ngõ trước nhà 2m, cách với đường ô tô đi lại 30m. Căn nhà này thì theo cái hiện trạng mà Ngọc Ánh quay và gửi tới mọi người ấy, thì căn nhà này đã được sử dụng và chủ nhà có nhu cầu chuyển đổi nên nhờ Ngọc Ánh bán nha. Với cái hướng nhà thì là hướng Đông Nam, thiết kế hai cửa, cửa bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái căn nhà này thì 37m rất là rộng, thiết kế ở phần tầng 1 của ngôi nhà đây. Đây mọi người có thể nhìn thấy, với 37m rất là rộng, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Theo hiện trạng có như thế nào thì Ngọc Ánh chia sẻ cho quý vị là như vậy. Căn nhà này chủ nhà đã ở được 1 năm và bây giờ thì chuyển đổi đi rồi. Giá chào bán cực kỳ hợp lý, 2 tỷ 380 triệu đồng cho một căn nhà thuộc quận Hà Đông, 4 tầng. Gần như nếu như mà cái căn nhà này mới ở được 1 năm thì cũng gần như là cũng còn rất là mới mọi người nha. Cái đây là phần hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Đây là cái quạt trần. Với cái không gian phòng bếp ở dưới tầng 1 đây cũng khá là rộng. Toàn bộ tủ bếp thiết kế đầy đủ hết rồi. Căn nhà này thì theo phần hiện trạng thì là dọn dẹp một chút chút thôi là có thể dọn đồ về và ở ngay. Phụ kiện bếp rồi chậu rửa, vòi rửa đều đã có. Cũng như là cái hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ. Phòng vệ sinh ở dưới tầng 1 nhỏ nhắn đáp ứng cho quý vị cái phần sử dụng về bồn cầu, vòi xịt. Hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của căn nhà này. Với vị trí căn nhà này nó gần ở đâu ạ? Nó là thuộc phường Phú Lương, gần với Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương, gần với lại trường Đại học Đại Nam, gần với lại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Từ vị trí căn nhà này đi ra tới trục đường chính quốc lộ 21 khoảng tầm 500m, gần với lại chợ Xóm, đi lại giao thông thuận tiện, cách với ngã ba Ba La Hà Đông khoảng tầm 1km thôi. Cách với lại trung tâm hành chính quận Hà Đông khoảng tầm 3km. Mời người theo em lên khám phá các tầng trên của ngôi nhà nhé. Với căn nhà này 37m², cầu thang đi lên rất là rộng và tất cả các phía cầu thang đều có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Mỗi một tầng thiết kế 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, tất cả đây đều có cửa sổ rất là thông thoáng mọi người nhé. Phòng vệ sinh ở tầng 2 đây, đáp ứng cho quý vị về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Nói chung là quý vị nào về mà có muốn sử dụng thay mới thì cũng rất là ok. Thay thì nó rất là dễ, hồ sơ điện nước đầy đủ rồi. Đây là phòng ngủ ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Đây. Căn nhà này có hỗ trợ vay vốn ngân hàng quý vị nha. Với cái giá 2 tỷ 380 triệu, chủ nhà có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và vay hỗ trợ vay tối đa là được 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Đó, đây là cái phần phòng ngủ tiếp theo ở phía tầng 2. Mọi người ạ, cái nhà này thì hiện tại điện nó đang bị ngắt. Chắc là chủ nhà quên không đóng tiền điện cho nên là bị cắt điện. Nhà thông Ngọc Ánh cứ quay gửi tới mọi người, nó có như thế nào thì nó như vậy thôi. Quý vị có thể cân đối trước khi đi xem. Tầng 2 thiết kế 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh. Đây là phía hành lang ở phía tầng 2 đi vào các phòng ngủ, ánh sáng đây mọi người có thể nhìn thấy nhá. Cũng rất là mát. Mời người theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Đây, cũng gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Như vậy, với căn nhà này 37m², thiết kế 4 tầng. Công năng sử dụng là 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp riêng biệt. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà. Mỗi tầng 1 phòng vệ sinh. Thiết kế công năng sử dụng khá là hợp lý. Quan trọng là cái diện tích và cái giá bán hiện tại thời điểm này của khu vực này là hợp lý quý vị nha. Sổ đỏ đầy đủ. Vị trí thì thuộc quận Hà Đông. Và phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà mà mọi người đừng rời mắt khỏi video. Với tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như sau. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà mọi người ạ. Đây là phần phòng thờ, có cửa sổ thông thoáng. Căn nhà này khá là nhiều cửa sổ, ánh sáng cũng như không khí ngập tràn. Và phần còn lại là phần sân phơi thì đây. Mời mọi người ngắm nghía phần sân phơi của ngôi nhà. Đây quý vị ạ, với căn nhà này hoàn thiện xong hết, chỉn chu rồi.
về nếu như quý vị có thể chỉnh sửa một chút về phần sơn, phần thiết bị vệ sinh là có thể ở ngay. Ngoài xin nhắc lại với mọi người, với cái vị trí căn nhà này diện tích 37m, vị trí là thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán 2 tỷ 380 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể biết thêm thông tin nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.